buổi tối của nhà Rockefeller Gavi, Villa Ciro Massi. Chuẩn bị đến giờ ăn, thì là gặm xương mài răng trước đi ăn cho khỏe. Siro hôm nay ăn gì? Hả? Siro hôm nay ăn thích ăn hạt hay ăn thịt? Hôm nay không có thịt rồi, hôm nay ăn hạt nhá. Nhá. Merci. Ok, để anh chuẩn bị đồ ăn nhé. Ok, chuẩn bị đồ ăn để giúp nó. Đây, để mọi người nhìn. Nào, Siro từ từ chờ đi nào. Cái phần ăn thì ngày hôm nay là chủ bận. Chủ bận cho nên là sáng nay không cho ăn được. Cho ăn một bữa trong ngày thì thành ra là cái phần ăn của mỗi đứa là đây, một cái cống này. Cái lọ cái hộp chibi này sau khi dùng xong thì dùng để làm cái hộp và đong hạt luôn. Bằng miệng này coi như là 4 lạng. Cho cái phần ăn của chúng nó hôm nay mỗi đứa 5 lạng. Hơn 5 lạng một chút. Nước lã. Cho sấp sấp này. Sấp sấp hạt. Nào. Đây. Thêm nước này để cho Messi ha. Messi nó thích ăn khô. Đây, cái này là bỏ pha. Mỗi con một thìa. Mỗi con một thìa. Mỗi con một thìa. Đảo ra thì đơn giản thôi. Thực ra là cái khi mà đảo chili mà cho ăn hạt hay ăn gì đấy cũng không cần phải đảo đều đâu mọi người ạ. Đảo tụ một chỗ cũng được. Miễn sao mà cho ăn hết cái phần chili mà mình đảo. Đây. Không để cho nó dính son dính lọ. Ok. Siro này. Messi đâu? Messi ra đây, đi ra này. Messi, ra đây. Ra đây. Đấy, cái phần ăn của chúng nó thì đơn giản nhanh gọn thế thôi. Đây, Messi này. Villa này. Siro này, 5 lạng nhé. Ngày hôm nay là không có ăn sáng nha, nên là bữa tối cho 5 lạng. Ngày hôm nay chủ bận sang bên trại để quay thăm bọn nhóc con, cũng như là để cho một cái chương trình truyền hình người ta quay video trại. Quay video ở bên trại để giới thiệu về các cái giống chó Rottweiler, cũng như là để giới thiệu về cái công việc nuôi chó, cả Rottweiler, cả Mông Cọc, cả Bắc Hà, và cả Bun Pháp nữa. Bun Pháp thì trại không nuôi, nhưng mà người ta giới thiệu về cái việc nuôi chó, cho nên là có cả cho Bun Pháp tham gia. Nên là sáng nay đi sớm, thành ra là sáng nay là chúng nó không có được ăn bữa sáng nhẹ như mọi khi, dồn vào bữa tối. Đấy, ăn hạt thì nó nhanh vậy. Nào, Siro có ăn nữa không? Messi ăn rất từ tốn. Dồn vào bữa tối là Siro ăn bỏ thừa hả Siro? Siro có ăn nữa không? Này. Cho Siro phần nhiều hơn chút, có lẽ là 6 lạng, Siro ăn bỏ thừa luôn này. Siro ra ăn nốt đi, Siro ra ăn nốt đi.
Hạt này tốn tiền lắm, ra đây. Ra đây. Không ăn là lại đói. Có nói xấu gì siro đâu mà siro dỗi. Bảo không biết bảo cái gì, chắc là hiểu nhầm ý. Chứ 6 lạng thì ăn thua gì với chúng nó đâu. Không thấm vào đâu cả. Cứ từ từ sẽ hết nè, pila hết đầu tiên này. Đấy. À, Messi thì sẽ từ từ sẽ hết. Rồi pila hết rồi thì pila nằm đấy chờ. Khi nào đứa nào ăn thừa thì pila sẽ ăn. Nha. Pila hết rồi, pila nằm đấy chờ. Chờ tí. Nếu tí nữa có đứa nào nó thừa thì pila vét xong. Hôm nay cho ăn nhiều hơn, sợ là cho nó bị căng dạ dày ấy chứ. Bình thường là có ăn bữa sáng thì bữa tối này chỉ cho ăn 4 lạng thôi. Đúng một cái hộp chibi này, một cái hộp chibi này là đúng 4 lạng. Khoảng hơn 4 lạng một tí, 4 lạng tươi bằng miệng là 4 lạng tươi. Mọi người cứ đong thử xem, nếu mà mọi người mà cho ăn hạt là dễ. Đấy là 4 lạng nuôi cho to là đong bằng cái đấy cho nhanh. Cứ một cái ca đầy đấy vào mà xúc là 4 lạng. Đấy. Đây phần siro. Tưởng vừa tưởng siro ăn không hết cơ. Messi lúc nào cũng là đứa ăn từ tốn nhất. Messi lúc nào cũng là đứa ăn từ tốn nhất. Nào siro. Siro thì hôm nay là coi như là siro lấy giống xong được mấy ngày rồi. Hy vọng là cái lần đầu tiên này của siro sẽ thuận lợi. Chứ nghe thấy cũng ồn ào lắm, cái nô cứ rầm rầm. Mà không nô thì không phải là siro, siro là phải nô. Phong cách của siro. Những miếng cuối cùng ở trong bát của Messi. Rồi. Như vậy là bữa ăn này nó cũng kéo dài hơi lâu, mất khoảng tầm 5 phút. Hơi bị lâu. Chảnh mảng. À, siro nhặt nốt. Ok. Còn rơi hạt nào thì nhặt nốt đây. Cả pila nữa, chờ mãi mà nó rơi có mấy hạt ra bên ngoài thôi. Ok, để anh dọn đi đã nha. Bao lại để dọn đi phát nào. Giờ ăn đã xong. Bây giờ là đến giờ yêu thương nhau liếm láp cho nó sạch sẽ. Rồi một tí nữa là chúng nó sẽ uống thêm nước. Uống thêm nước rồi nô nhau một tí. Nô nhau một tí là đến giờ đi ngủ rồi. Đấy, một ngày của chúng nó là có thế thôi. Nếu mà chủ bận thì là gần chủ được buổi tối, chiều và tối. Sáng dậy, chiều và tối. Rất là ngoan. Siro. Rất là ngoan. Đấy. Không có cầu kỳ gì cả. Mọi người nhìn cái lông. Nhìn cái lông của siro rất là bóng, kể cả pila cũng thế đây, mọi người nhìn này. Pila có bầu mấy tháng rồi? 3 hay là 4 tháng rồi. Cái bụng này của pila là bởi pila béo. Pila đến tuổi có tuổi rồi là pila tích mỡ. Kiểu như là người ăn ít ăn vừa thôi. Nghịch suốt ngày nhưng mà vẫn cứ béo. Đấy, bụng này như là có bầu sắp đẻ rồi. Đấy, pila. Trời, nghịch suốt ngày nhưng mà vẫn béo. Pila tốt bụng. Siro. Đây, nhìn lông, nhìn cái chất lông của chúng nó này. Đấy, mình nói là mọi người mà muốn cái con chó lông nó bóng ấy thì dùng cái chibi powder cho chúng nó. Với chó trưởng thành thì nó không có tốn thêm bao nhiêu đâu. Chibi powder một ngày một thìa thôi. Nhìn cái lông nó sẽ khác hẳn ngay.
lông nó sẽ khác hẳn. Đây là lông của siro, nó còn đang bẩn đấy chứ, lâu lâu rồi không tắm đấy. Chả nhớ là từ bao giờ lông nó rất là bóng, lông pira nữa. Ánh đèn đủ sáng thì mọi người mới nhìn thấy cái độ bóng của cái lông chibi. Chỉ có chibi mà hạt thôi. Nếu chủ bận là 100% là chỉ các bữa ăn thì chỉ có thế thôi. Có cái giai đoạn nào cần bù canxi nano thì bù canxi nano. Có giai đoạn nào cần thải độc gan thận thì dùng thải độc gan thận. Chứ còn bình thường là hạt. Vì chủ bận không có thời gian để mà làm đồ ăn đến chúng nó như mọi người đâu. Mọi người thì có thể mọi người có thời gian mọi người làm. Chứ như trại nhà mình, một là số lượng chó nó nhiều, hai là cái công việc nó rất là bận. Công việc chính là công việc kinh doanh chứ không phải là chạy chó. Chạy chó là một góc phần việc thôi, cho nên là hầu như là chúng nó sẽ ăn hạt vì nó nhanh tiện. Nào, siro lên, siro lên, chào mọi người. Ok, ngồi xuống. Thế nào, ngửa mặt lên. Ok, siro xin chào mọi người nhé. Mọi người chờ siro đẻ cái đàn này. Cái đàn con đầu tiên của Siro nhé. Siro với Loki lấy cái gen chung, chính là gen chung của Pila này. Cậu họ và cháu phối với nhau để lấy cái gen chung của con Pila, là cái con chó nhập Đức. Một con chó đây này, ở cái tuổi bây giờ của nó là 8 tuổi rưỡi. 8 tuổi rưỡi thì ngoài cái thể hình hơi thừa cân một chút, hơi béo một chút, dù là cho ăn rất là vừa phải chứ cũng không có cho ăn nhiều, thì ngoài cái thể hình hơi thừa cân một chút, từ lúc mà Pila khoảng tầm 5 tuổi đến bây giờ thì đều như thế, thì Pila rất là khỏe và Pila rất là xinh gái. Rất xinh gái và rất là khỏe, nên là thực sự là Pila một cái nguồn gen cực kỳ tốt. Và muốn hy vọng là cái đàn này là sẽ có được cái những cái con chó con quay về một cái bộ gen chung giống với lại bà Pila. Hy vọng là như vậy. Một con chó nhập Đức rất là tốt của trại Kumasi. Này, Messi. Messi thì bị sảy mất rồi. Messi bị tiêu thai mất rồi. Rất là tiếc cái đàn con của Messi và Bruno. Ok, Siro có không gặm ghế, Siro lên trên ghế đây, Siro. Đây mọi người nghe thấy tiếng của Messi uống nước tọp 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 không? Đấy là khi mà ăn hạt đấy thì con chó nó sẽ cần rất là nhiều nước, cho nên là luôn luôn có nước để sẵn ở đấy rồi. Và khi chúng nó khát là chúng nó sẽ ra cho nó uống nước thôi. Tí nữa chúng nó sẽ thay nhau cho nó uống nước. Này, uống nước xong vào phở. Đấy, đấy, đấy. Uống nước xong này em vào em phản. Chào Messi. Chào Messi. Hello, xin chào. Chào Messi. Chào Siro. Xin chào tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Thank you and see you again.